Này các thiên tử, năm loại mắt tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là năm loại mắt. Này các thiên tử, sáu phép thần thông tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là sáu phép thần thông. Này các thiên tử, pháp môn tam ma địa tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, pháp môn đà la ni tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là pháp môn đà la ni. Này các thiên tử, mười lực Phật tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tức là trí nhất thiết trí. Trí nhất thiết trí tức là bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, quả dự lưu tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, quả vị độc giác tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả vị độc giác. Này các thiên tử, trí nhất thiết tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là trí nhất thiết trí, trí nhất thiết trí tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này các thiên tử, hoặc chân như của sắc, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Hoặc chân như của thọ tưởng hành thức, hoặc chân như của trí nhất thiết trí, hoặc chân như của tất cả pháp, đều là một chân như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.